Rồi, hello anh em nè, tiếp tục lên sóng một siêu phẩm hai thì cho anh em chơi ha. Đây, đậm chất chơi là đây nha anh em. Đậm chất chơi. Một con xe lên con xe chạy là thể hiện dân chơi liền. Dân chơi, một con dân chơi hoài cổ nha anh em. Đó, một con xe trong tầm giá 20 mấy triệu. Siêu nét nha nè. Bản màu mượt gơ. Xám lông chuột. Xám lông chuột nha anh em. Xám lông chuột mà sơn ghim, mái ghim. Khá đẹp. Đó, đồ ghim theo xe nhìn đã không anh em, nhìn cái chất xe mà hoài cổ ghê không? Đó. Con này em bán công khai giá trước luôn ha, 26 triệu nha anh em. Em nó mang tên Yamaha Mate 80cc nha, động cơ 2 thì nha anh em. Đó, giá thị trường con này em bán 26 triệu chỉ bằng những con xe 50 thôi ha. Thị trường người ta bán 35, 37 triệu nữa. Dòng 80 nè ha. Tại sao em nói là động chất chơi hoài cổ nha anh em. Đây, đó, chìa khóa nha, chìa khóa zin theo xe nha anh em. Đây, tại sao em nói chìa khóa zin ha. Đó, chìa khóa zin nè. Cái mũ này nó dẻo nhẹo anh em nè. Và đặc biệt cái chìa khóa này nè anh em. Một chìa mở được 4 ổ nha. Này. Đây, cái chìa này là cái mở khởi động điện của xe nha. Đây, cái chìa thứ hai nó nằm đây. Cái ổ khóa thứ hai nè, nó khóa cổ ngay nè. Nó vô đầu tiên thấy cái chất là nó cái chìa khóa là thấy chất rồi đó nè. Đó. Cái ổ thứ hai nó nằm đó nha, và cái ổ thứ ba là cái nắp xăng. Trời ơi, mở cái đít điên nè anh em. Mở đít điên nghe tịt tịt luôn nè. Đó. Cái nắp xăng 7 màu luôn em. Đẹp ghê không? Chắc zin 2 thì là đây anh em. 26 triệu nha. 26 triệu một con xe zin khá đẹp. Đây, cái ổ thứ ba là nằm đó ha. Còn cái ổ thứ tư á. Nè, cái ổ thứ tư nó nằm bên đây anh em. Cái ổ thứ tư nó là khóa nón bảo hiểm nha. Nè. Đây. Đó. Một chè 4 ổ nha. V80 nè anh em. Yamaha 80cc. Chắc xe hoài cổ zin đẹp. Theo thời gian nghe anh em. Động cơ 80cc 2 thì. Hai kính zin, bẩn zin lên mở gà luôn anh em. Mấy cái bẩn này nè, anh em á. Theo như này cái chất chơi á, cứ đợi bẩn mở gà chơi anh em, còn anh em nào muốn bóng đẹp gửi lại em đánh bóng trong vòng một ngày gửi cho anh em thợ đánh bóng lại là nó mới lên anh em. Nhưng mà theo như mình chơi mấy con này á, cứ đợi vàng hột gà gì nè mới đúng chất chơi nghe nè. Và cái này luôn nè, em cũng không có dặm luôn. Cái nắp này nè, em tính gỡ ra dặm mà dặm bạc lên đó anh em. Nhưng mà lóc bên kia còn sơn ghim. Lóc bên kia còn sơn ghim nè anh em. Bên đây nắp này là nắp mũ. Em cứ để mọc zin theo hết vậy luôn anh em. Cứ để cho nó liền zin hết. Còn anh em nào muốn sơn cái nắp bạc này lại, em hỗ trợ sơn luôn ha, với đánh bóng cái bẩn này ha. Anh em nào cần thích cho nó mới đẹp thì cứ cần thì cứ nói em. Trước khi giao xe em để lại sơn cái này với cái này trong vòng một ngày là xong nghe anh em. Đó. Chắc xe hoài cổ ghê không? Đẹp, nói chung là tiếng nổ hai thì mà anh em nào nếu mà đã chơi xe thì nghe tiếng nổ hai thì là tê tái rồi anh em. Và đặc biệt con này cái bản màu nó là bản màu xám lông chuột. Cái bản màu nhìn tê lắm. Sơn ghim nha. Sơn ghim bóng lưỡng luôn anh em. Nè. Anh em nhìn chắc sơn ghim đó nè. Sơn này là sơn ghim nha, chứ không phải sơn lại nha anh em. Nhìn giống sơn lại rồi không? Bao đúng sơn ghim, mái ghim. Cái bô à. Bô nhìn như kia kiếm. Chơi mấy xe này á. Mấy xe mà mình nội xe nội địa này.
chơi là nhìn mấy ốc này nhìn đã mê lắm. Về mà quấy mấy con xe này về ha, giấc chiều cái lấy ra rửa ha nè, rửa càng rửa là ốc càng đẹp, càng rửa là ốc càng đẹp. Nói chung là người đẹp nhờ lũ hả, xe đẹp nhờ chủ nghe nè. Nhìn chắc không, chắc xe hoài cổ nghe nè. Mà tè 80 mà 82 thì á nè, cái dòng 2 thì mà 80-90 nó chạy tốc độ ghê lắm, nó mạnh. Và em bán cái giá chỉ bằng một con xe 50. Xe mình là xe nội địa ra băng đấu giá Nhật về nghe nè. Anh em đừng hỏi xe sang tên hay sao ha, xe trơn nghe nè. Anh em chơi mắc rẻ thì cứ lướt qua giùm em, cứ coi thằng em mà tả xe vậy đó, thấy mắc rẻ vậy đó thì cứ alo cho em, nó nói ơi em bán con xe này mắc quá rồi, nếu bán mắc em rút kinh nghiệm em sẽ bán rẻ hơn nữa. Mà có xe đâu mà rẻ như cỡ này, nên em 26 triệu thì chừng ta bán 30 mấy triệu nghe anh em. Tiếp anh em biết chơi mấy cái dòng xe này nha. Nhìn cái nắp xăng đã ốc tán này nè, hai thì xăng nhớt tự động hết nha. Cái bình này là bình nhớt pha nè anh em, bình nhớt pha mình cứ đổ đầy bình thôi là chơi thôi, xăng thì cứ hết xăng là đổ đầy bình, cứ đổ đầy bình lên chơi vài tháng trời, nhiều khi vài tháng là dặn anh em chạy nhiều quá đi. Nè mấy cái tem mà còn đẹp không anh em, ken không, 25 kg, baga zin đèn zin. Con này là nó còn cái miếng cái này zin luôn anh em. Thường á dẫn chuyển dài mấy con xe mà như vậy nè, cúp hay là mấy con xe mà phom giá như vậy nè, gãy mấy này lắm anh em. Nhưng mà con này vẫn còn luôn nha, zin luôn nha. Mà anh em nhìn ốc tán nè, đã không, đèn hậu nó thụt vào trong nè, hai mắt mèo. Mấy tai đèn còn khá đẹp hết trơn nè. Đáng lẽ là em cho dặm cái này lại luôn đó, nhưng mà không, em thấy nó chung chung với cái màu của cái bẩn nè, cứ đỡ vậy luôn nè. Kỹ mấy cái núm cao su nè, núm cao su sĩ mình sang con cái nè, còn liền lắm. Mấy ngóc này là em chưa gắn nha, một chút em gỡ cái bẩn này ra nè, em cho anh em coi máy nên không gắn mấy ngóc này nha anh em. Nhưng mà giao xe là em gắn đầy đủ hết đó nha, mấy cái nút bát này, bát bẩn nè, nút mà chim bát bẩn còn chỉnh hết nè, tem nè. Chung con xe này liền lắm anh em. Và cái máy con này á cực dâm cực tơi đó, sơn ghim cao su ghim nè anh em. Đáng chắc chơi 26 triệu, được một con hai thì 80cc nghe anh em. Con này thì nói chung là chạy là không kén người, do nó không có côn tay anh em, nó xài tự động mà, xài côn tự động á, cứ nổ máy là chạy, vô số là chạy thôi anh em. Ôi người cái chống ngang nó to ghê anh em nè. Chắc xe hai thì khá đẹp nha. Hai kính zin Yamaha luôn. Nói chung là chắc xe khá đẹp. Bản màu này thì rất là mượt mà nghe nè. Chơi mấy con xe zin mà gặp mấy con xe cỡ này chịu gì nổi nè. Mà giá thì cực kỳ hợp lý, chỉ 26 triệu à. Nè. Xanh chành hết. Ốc tán ken xà beng. Yên zin nè, nó bị cắn ở đây nè anh em. Nhưng mà yên là da zin luôn nha. Mềm ghê không? Nè, cái đầu mềm đó anh em. Đây. Về tới phần máy nó đi. Đây em xin phép gỡ cái bẩn này ra nha anh em. Nè, anh em thấy kỹ không? Nó còn hai cái cục cao su, hai cái cục mà mũ mà nó chim đang bắt vô cái bẩn đó anh em. Tem là tem zin luôn nè. Đẹp lắm anh em.
chơi những con này mê lắm nó. Lốc này là lốc còn sơn zin nha, nên không có sơn bên kia. Đây em nổ máy em nói luôn đi nè anh em. Tơi không anh em, 80cc mà nổ im im răng luôn á. Rất im nghe nè. Máy con hai thì mà 80 nó mạnh lắm. Tiếng nổ nè nè. Tiếng nổ hai thì là ngay ngắt lòng người nghe. Nè, đầu máy nè. Đầu máy lên xanh chành mất thích luôn nè. Đó, quay cái đầu máy cho anh em xem ha. Ghiền người không? Nè, nó kỹ tới còn mấy cái núm cao su này còn đủ hết nè. Chung nè anh em, nhìn cái đầu máy nè. Mấy cái phần này nè. Mấy cái phần cao su này là còn đủ hết luôn nha. Mấy cái bát nè, cái lốc này nè anh em mà cái này là bằng ngủ, anh em nào muốn dặm lại thì cứ nói em bỏ cho mấy anh em khác dặm rồi ha. Bình xăng con ghim đẹp, nó có hai cái đầu sông điện như luôn nè. Máy con này tệ lắm, 80 mà máy ganh ti thi thầm luôn nè. Đến với anh em sử dụng là bao im và bao zin, máy im cực kỳ. Nè những cái nấm cao su này còn liền ghê không nè, rất đẹp. Ốc tán lên máy nè, quay cận cảnh gì mới đã anh em. Cái mình sườn trong mà sơn zin hết nè. Chung là con này không có dặm gì đâu anh em, không có dặm không có tốt gì đâu. À, anh em nhìn này, Ganti con này nó chỉnh hơi lớn rồi nè. Em làm thích mấy con xe mà anh nổ gì tinh 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 nhỏ 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 nhuyễn 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 gì đó anh em. Đó, rất là mượt nghe nè. Mượt mà chứ. Đèn nè nè. Xi nhan nè. Con này yếu bình. Đậu lâu quá anh em. Nhưng mà full chức năng nha. Về sạc bình nữa anh em. Thôi để em thay cái bình khác cho anh em luôn ha. Lấy xe này cứ thay cho anh em cái bình mới. Thay anh em cái bình mới ha. Châm đầy bình nhớt cho anh em ha. Châm đầy bình nhớt này nè. Châm đầy bình nhớt cho anh em thay một cái bình mới. Và anh em nào muốn dặm cái lốc này cho thợ dặm lốc luôn ha. Đó, đáp ứng mọi nhu cầu của anh em hết ha. Nói chung là nhầm khi khách xài về người ta dọn lặt giặt nó khó dọn anh em. Còn em thì cứ anh em cứ nói em làm chuẩn chỉ cho anh em hết ha. Đó, đẹp chưa, nhìn bẩn mượt ghê nè, bẩn zin đẹp mỡ gà luôn. Rồi con xe này thì nó chỉ đơn giản là nó đẹp và chắc thôi anh em. Quan trọng là anh em hợp túi tiền với anh em thôi ha. Rồi con này em bán giá công khai chuẩn chỉ là 26 triệu, không fit không bao ship nghe anh em. Bao anh em máy móc nguyên zin, sơn zin, bẩn zin, cứng zin. Đó, anh em muốn hỗ trợ làm bẩn hay làm sơn lốc gì đó cứ nói cho em ha. Rồi anh em quan tâm cứ alo số điện thoại em 0832354148 nghe anh em. Xe em ở Hồng Ngự, Đồng Tháp ha. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video luôn.